ông này pha sữa cho chị em uống nha. Pha sữa cho chị em uống nha. Em nào em dậy chưa? Có thấy em dậy chưa? Em vô nhà để lấy sữa cho em, pha sữa cho em uống nha. Đi nào. Em nha, cô uống sữa trước nha. Sữa trước rồi tí nữa mình pha sữa cho em. Nào, cô lấy cái phần này phích nước nóng để mình để dưới đây. Chị em ngủ ngon không? Ừ. Ngon thế, nhưng mà tay cái này xuống này cho nó hút được nhiều rồi. Tóc Kobi lại dài rồi nè, chuẩn bị cắt tóc này nè, mùa hè nóng nực nè Kobi nhờ. Nghiêng qua đến này uống cho hết nha. No bụng chưa? Chiều mẹ xem nước ép thơm uống nha. Em bé hơi dậy dậy rồi kìa. Em bé vặn mình rồi kìa. Hộp sữa cho mẹ nha. Cho mẹ để đây nha. Bây giờ con lại lần kia con lấy, con no chưa? Con no chưa? Con lại lần kia con lấy cho mẹ cái hộp sữa cho mẹ lại mẹ pha sữa cho em đi. Đi đi, lại kia kìa. Tí nữa con cho em uống sữa cho mẹ nha. Được không? Được không Bi? Ừ. Mẹ xíu mẹ đi lấy cái ca mẹ ngâm nước cho em nè. Đây mẹ bỏ hộp sữa vào đây rồi ngâm ra ngủ nha. Con ngồi đây canh hộp sữa cho mẹ nha. Này con viện đi. Rồi để mẹ ra bỏ lại mẹ ẵm em. Con ngồi yên đó nha viện nha. Sữa rồi, cha sẽ uống sữa nha. Này, có thấy em bé mút tay không? Có
Kobi sang đây với mẹ nào. Sang đây. Có thấy em bé dễ thương không? Ừ. Để sữa nó nguội rồi cho em bé uống nhé. Cho em ngủ thêm một xíu nữa nha. Em ngủ thêm một xíu nữa là sữa nó nguội là vừa. Chứ không em dậy em đói. Đây, này có sữa nguội chưa mẹ? Lấy sữa cho em nha. Sữa nào em ơi, uống sữa nhá, uống sữa cho đỡ đói nhá, sữa nhá, sữa nhá, uống sữa nhá. Ai chết, ai chết, sữa nhá, cho em uống sữa nhá. Này con ngồi đây, con này, ngồi đây, ngồi đây cho em uống sữa nè em ơi. Yêu không em uống sữa, nhìn yêu không? Đâu đâu phải cho em nghỉ một tí. Đấy, lâu lâu phải cho em nghỉ một tí rồi để em sạc. Rồi mình lại nâng lên nha. Hồi nhỏ mẹ cũng chăm Kobi như thế á. Con Kobi lớn lên như bây giờ á. Con uống đi. À, cho con uống nè, con uống đi. Con uống nữa hả? Ừ. Con không uống nữa hả? Nè, rồi được rồi, không uống nữa thì thôi nha. Đó, đó lau miệng cho em nhé. Nhé, đi lau miệng nhé. Để Kobi đi lấy, Kobi lấy cho mẹ cái bịch khăn giấy ướt để mẹ lau miệng cho em nào. Đi đi, qua bên kia lấy. Kobi mang ra đây cho mẹ nào, mẹ lau cho em nào. Đi giặt quá, đi chăm sóc em giỏi á. Mẹ ngồi yên đây con. Mẹ ngồi yên xem mẹ. Mẹ lau cho em nè, lau cái miệng cho em đi, để kiến nó cắn em nha. Điểm này to quá em ấy nha, em còn nhỏ quá nha. Xa cho em này. Xa cho con nữa nè.